Phan Đạt ra sao sau khi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông? Mới đây, Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh có buổi làm việc với Phan Đạt. Anh cho biết chưa nhận kết luận vi phạm hay quyết định xử lý chính thức từ cơ quan chuyên môn. Anh đồng thời xin lỗi khán giả, những người bị ảnh hưởng sau loạt bài đăng. Ngày 14 tháng 10, Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh mời Phan Đạt lên làm việc theo đơn cáo của Minh Dự. Sau buổi làm việc, Phan Đạt trả lời truyền thông anh nhận được biên bản làm việc từ sở nhưng chưa thể chia sẻ nội dung cụ thể. Ngoài ra, Phan Đạt nói anh chưa nhận kết luận vi phạm hay quyết định xử lý chính thức từ Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh. Sau buổi làm việc, Phan Đạt gửi lời xin lỗi. Nam diễn viên nói anh không nêu đích danh nhai. Tôi xin lỗi đến những người bị ảnh hưởng vì không kiểm soát được cảm xúc cá nhân. Tôi mong sau này ai tham gia hoạt động nghệ thuật sẽ có trải nghiệm tốt hơn tôi, nam diễn viên nói. Trong cuộc họp định kỳ của Trung tâm Báo chí TP Hồ Chí Minh diễn ra chiều ngày 10 tháng 10, Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh cho biết đang trong quá trình tiếp nhận đơn và chưa có kết quả xử lý. Trước đó, diễn viên Minh Dự có làm đơn gửi Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh về việc bị nhà sản xuất Phan Đạt có các bài viết thiếu kiểm chứng, tung tin đồn sai sự thật về anh, gây ảnh hưởng đến hình ảnh, công việc thời gian qua. Cách đây ít ngày, nhà sản xuất Phan Đạt có bài viết dài tố một số đồng nghiệp là MD, HP và NT làm anh buồn lòng. Theo Phan Đạt, một trong ba người là bạn thân nhưng lại nói xấu vợ chồng anh. Người này theo lời Phan Đạt là có đời tư tai tiếng. Phan Đạt hiện đã xóa tất cả bài viết liên quan đến sự việc. Ngoài ra, Phương Lan, vợ của Phan Đạt bị vạ lây, buộc lên tiếng xin lỗi. Nữ diễn viên xin lỗi khán giả, nhân vật bị gọi tên vì bài đăng của Phan Đạt. Mối quan hệ giữa tôi và Minh Dự, anh Hoàng Phi, chị Nam Thư cùng anh chị em đồng nghiệp khác vẫn tốt đẹp. Tại thời điểm này, tôi mong tất cả mọi người thương và hiểu cho mình. Một lần nữa, tôi xin cúi đầu biết ơn và xin lỗi mọi người, Phương Lan viết. Ồn ào trên gây ảnh hưởng đến sân khấu thế giới trẻ, buộc lãnh đạo sân khấu họp khẩn để giải quyết vấn đề. Ngày 6 tháng 10, đại diện sân khấu thông báo không có chuyện Hoàng Phi dạ gẫm diễn viên trẻ hay Nam Thư chèn ép nhân sự đang làm việc tại sân khấu. Về diễn viên Minh Dự, không có cá nhân nào bị Minh Dự nạt nộ, gây áp lực để rời sân khấu. Ngoài ra, Minh Dự còn hỗ trợ giúp đỡ diễn viên trẻ trong các vở diễn tại sân khấu. Sân khấu Thế giới trẻ thông tin thêm. Trước đây vài ngày, Minh Dự, người được cho là có liên quan tới bài đăng của Phan Đạt, thông báo đang cùng ekip tiến hành thu thập chứng cứ để tiến hành xử lý theo pháp luật. Về vấn đề này, Phan Đạt nói, để chúng tôi đều là người lớn nên sẽ chịu trách nhiệm với những gì đã nói. Tôi sẽ thực hiện các bước theo đúng trình tự pháp luật.